trung bình mỗi năm lại có thêm 50 bệnh nhi suy gan cần được ghép tạng khẩn cấp. Tuy nhiên hiện nay, nguồn tạng ghép chủ yếu từ người cho sống là người lớn. Điều này đi ngược lại với xu hướng của các nước tiên tiến trên thế giới và gây khó khăn khi thực hiện ghép tạng cho trẻ em. Đã đến lúc luật hiến ghép mô tạng cần được sửa đổi để kịp thời cứu lấy sự sống của nhiều bệnh nhi. Phóng sự sau đã được phóng viên HTV theo đuổi gần một năm qua, khắc họa rõ nét khát khao được sống, được yêu thương của các bệnh nhi. Luật của chúng ta chưa cho phép là lấy gan của những trẻ em chết não để ghép, thế thì khó và ít. Nếu không được ghép kịp thời thì các em thường là không sống được. Để cho con khỏe, con về con ở mẹ nha. Em giờ có hai nỗi lo là ghép gan cho cháu á, nhưng mà phải có gan phù hợp và chi phí cho cháu. Bác sĩ có nói là ghép gan 500 triệu đồng mà chưa đủ tiền á. Cái số lượng các bạn chờ ghép gan khá là nhiều, mà cái số lượng được lên ca ghép thì chị thấy nó quá ít. Không biết là tới đó con mình có được ghép hay không. Nếu bệnh nhân không được ghép tại thời điểm đó thì cái thời gian bệnh nhân có thể sống được có thể từ vài tháng cho tới một năm. Thì chúng tôi đặt theo cái thứ tự về những cái mức độ bệnh nặng. Những bệnh nhân nặng cần ghép gan trước thì chúng tôi tiến hành trước. Từ cái việc mà ghép gan mỗi một năm chỉ có một trường hợp thì bệnh viện chúng tôi đã ghép gan mỗi một tháng một trường hợp. Tuy nhiên cái điều đó nó cũng chưa đáp ứng được cái nhu cầu thực sự khoảng 30 trường hợp mỗi một năm. Và bệnh nhân trong thời gian chờ đợi ghép gan có thể tử vong và số lượng ước tính khoảng 1-2 trường hợp như vậy mỗi một tháng. Ghép gan trẻ em ở phía Nam nói chung luôn luôn người cho là sống. Tuy nhiên để một người sống cho gan có những vấn nhiều vấn đề đặt ra lắm. Đó là một người hoàn toàn khỏe mạnh phải chịu một cái cuộc đại phẫu lớn lấy đi một phần gan. Chưa kể những biến chứng có thể xảy ra trên người cho sống. Nhưng mà đây là cái nguồn tạng duy nhất hiện tại ở Bệnh viện Nhi Đồng 2 có thể ghép gan cho trẻ em. Chúng tôi đã góp ý nhiều lần phải thay đổi cái luật hiến ghép mô tạng. Những em bé không may bị bệnh, tai nạn giao thông hoặc bệnh khác mà chết não, lấy gan cho em bé, ghép cho em bé cùng lứa tuổi thì nó dễ dàng hơn rất nhiều và thực hiện được nhiều như tại các nước phát triển mà người ta có cho phép điều đó.